Chào mừng quý cô chú, anh chị, quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà đẹp giá rẻ em gái miền Tây nha. Với một căn nhà mái Thái diện tích ngang năm dài 20, nhà mình rất là to, sang trọng, tường đà móng cột riêng biệt với một căn nhà hướng đông có 4 phòng ngủ, nội thất bên trong rất là sang. Vị trí em đang đứng ở đây nó thuộc Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An. Khu vực ở đây thì dân cư rất là đông, đường trước nhà đường hẻm xe ba gác chỉ có 2 mét thôi. Cô chú anh chị ơi, với căn nhà dưới 2 tỷ nha, căn nhà này hiện tại chỉ cần 900 triệu mình có thể nhận nhà, còn lại ngân hàng cho vay. Khu vực ở đây là dân cư đông đúc, nhưng mà nhà chỉ là xe ba gác thôi, không có vào được ô tô. Em quay từ đường đi, vị trí nhà cửa cho quý khách mình xem để mình cân nhắc. Ví dụ như tài chính mình chỉ có nhiêu đây thì mình có thể chốt những căn nhà trong cái khu vực đường hẻm như thế này. Ở đây thì quá trời nhiều nhà và xây dựng ở đây ra mốt xây nhiều lắm cô chú anh chị. Dân cư thì rất là đông, khu vực Phước Hậu rồi nó gần với chợ Bình Chánh của chúng ta. Và với căn nhà giá tổng là 1 tỷ 980 triệu sổ hồng riêng đất full thổ cư. Ở đây là giá này là còn thương lượng và rẻ hơn thị trường 300 triệu. Vì bên em đã hạ giá rồi để bán nhanh, trả giá là bán bây giờ, quý khách chỉ cần thiện chí trả giá là bán ngay. Nên cô chú anh chị mình mà tìm một cái căn nhà ngang năm dài 20 dưới 2 tỷ thì vào xem hết video căn nhà này. Và căn nhà này được một cái là siêu to, ngang 5 lần, dài tận 20 mà rẻ, bất ngờ sổ hồng riêng full thổ cư rất là đẹp với một cái tông màu xám rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Được cái dân cư đông đúc mà nhà mình thì chỉ cần xe ba gác bình thường thì mình mua căn nhà này được nha. Đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em mình vào bên trong để mình tham quan căn nhà. Rất là dễ thương, xung quanh ở đây là bên em còn cắt nữa, xây dựng rất là nhiều mẫu nhà luôn cô chú anh chị mình à. Đây, rất là dễ thương luôn nè, xây dựng rất là kiên cố. Bên đây là chuẩn bị đang còn hai nền nữa, mai mốt thì dân cư thì bên trong chạy dài thông luôn, nên nhà dân thì trong này thì rất là đông đúc luôn nè cô chú anh chị ha. Đó, thì với mức giá này quá rẻ phải không cả nhà, vì cái diện tích ngang năm dài 20 mà khi nói đến có hơn tỷ chín thôi đúng rẻ rồi. Mà đã vậy mà còn thương lượng nữa thì còn chần chờ gì nữa, chốt nhanh thôi. Mình vào vô xem cái phần bên trong đi cả nhà ha. Đây, căn nhà của chúng ta sẽ có cổng luôn rồi đó. Nhà mình có sân phía trước để đậu được 3 chiếc xe Honda, để được hai bàn tròn chúng ta làm tiệc nha, tiệc tân gia. Mặt dựng phía trước đá bốn kính. Đấy, một căn nhà mái Thái là em thấy đã khoái rồi. Giá lại mái Thái vẫn là chân ái, mái Thái vẫn là thịnh và được nhiều khách hàng lại thích hơn đó, nên bên em xây dựng thì nhiều mẫu luôn. Không gian rộng quá trời rộng luôn, với một căn nhà mình ở 8 thành viên, thoải mái, 4 phòng ngủ, đặc biệt dành đặc biệt có một căn phòng ngủ phía dưới dành cho cả nhà, dành cho những cô chú anh chị lớn tuổi nè. Đó, đây là không gian phía trước nhà chúng ta, ở đây ốp nhựa PVC rồi nè, có một cái tủ cầu thang. Không gian mở của tủ bếp trên, tủ bếp dưới, trên trần thạch cao có viền đèn led. Và hai bên em cũng có làm cho mình nhựa PVC, ốp những gốc cột như thế này rất là sang ha. Ở đây thì có tủ cầu thang nè. Cầu thang của chúng ta là một cái cầu thang cặp thông, để cho nó không gian mở của căn nhà mình nó rộng hơn. Và đặc biệt ở đây cũng có làm những cái tủ cầu thang, tủ kệ để chứa đồ nè. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, đèn led chạy viền nè. Nhìn nó cũng sang đẳng cấp nhỉ. Trời ơi, diện tích này mua căn này là rẻ rồi cô chú anh chị. Còn đúng một căn đại hạ giá bán lỗ luôn, thu hồi vốn để lấy tiền mua đất cô chú anh chị ơi. Nên quý khách hàng nào đã thấy căn nhà này đừng vội lướt qua, xem hết, nếu được thì mình xuống mình mua nha. Quá rẻ, có 102. Cam kết với cô chú anh chị không có căn thứ hai với diện tích 520 mà với mức giá này. Đúng không ạ? Chính xác luôn, vì mình đi xem nhà nhiều rồi, giá thị trường cô chú anh chị cũng nắm rồi, nên mua liền căn này cô chú anh chị ơi. Đây, phòng ngủ ở dưới nè, có không gian mở phía sau, có đèn phát sáng sân vườn, mình có thể mở cửa móc mình trồng cây nhỏ nhỏ đây cho nó đẹp đó cô chú anh chị ha. Rồi ở trên đây là trên trần thạch cao nè, có đèn ngủ nè, cửa phòng nè. Nói chung căn nhà này đầy đủ không tiếc thứ chi, diện tích ngang năm dài 20 là đã thích thú rồi. Mình ở căn nhà này quá rộng rãi, quá thoáng mát, quá siêu to, siêu rẻ và siêu đẹp. Nhưng mà điểm trừ chỉ là ba gác Honda, vì đồng tiền của nó, vị trí của nó chỉ có hơn 1 tỷ 9 thì nhà ba gác đúng rồi cô chú anh chị. Còn nếu quý khách nào hiện chí, ví dụ mình có nhu cầu mà mua nhà mà có đường ô tô
thì nói em dẫn đi những căn mà đường to, đường ô tô, nhưng mà giá nó từ 2 tỷ tư trở lên mới có đường xe hơi của chú anh chị ha. Cái này thì em cũng tư vấn chân thật á, để cho quý khách hàng quý của chú anh chị dễ hình dung, tìm nhà nhu cầu theo tài chính của mình nó cũng dễ. Và cứ đăng ký kênh theo dõi mỗi ngày. Mỗi ngày là một căn nhà mới cập nhật. Ồ, trên có một cái đèn led màu hồng. Một không gian mở rộng rãi, ở đây mình để làm phòng thờ nè. Quá rộng luôn. Và ở đây là phòng ngủ, bên trong thì đều có nhà vệ sinh nè. Đó, ốp gạch thấp sang trọng, đẳng cấp. Nói đến căn nhà này mà dưới 2 tỷ là không ai tin luôn. Nhưng phải tin vì đây là sự thật. Giá thì quá rẻ, bên em bán rẻ lý do là bên em đầu tư trực tiếp chính chủ nên giá nó rẻ như vậy, giá F0, và giá này là đầu tư còn có lợi của chú anh chị. Trước đây căn này nó là 2 tỷ mốt 50 á, nhưng bây giờ nó là 1 tỷ 980, còn thương lượng mạnh mẽ luôn, thì cô chú anh chị xem mà thấy ưng mình mua nha. Nếu nhà chúng ta không có xài xe hơi thì mình cứ mua căn này, mà đi xe ba gác được vô với căn nhà Phước Hậu mà gần chợ Bình Chánh, gần Đinh Đức Tiện, mà ở đây nó là Long An, gần Vượt nha cả nhà. Căn phòng ngủ thứ hai nè, đó. Nhà mình tính ra có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, phòng khách, phòng bếp đầy đủ. Và nhà mình trong phòng ngủ bên đây đều có nhà vệ sinh. Nó rất là tiện lợi cho mình luôn. Thì nói chung á, căn nhà này đều đặc biệt á, là bên trong. Mỗi một căn phòng như vậy là có nhà vệ sinh nằm ở bên trong, nên nó rất là tiện lợi và tiện nghi cho gia đình chúng ta sinh hoạt. Với diện tích ngang năm dài 20, mức giá chỉ có 1 tỷ 980 triệu, quá rẻ. Sổ Hồng riêng đất full hữu cư, căn nhà sẽ là triệu like, được rất nhiều khách hàng lại thích. Vì siêu to mà lại rẻ là điều khách hàng mong muốn rồi. Mà xây dựng tường đà móng cột riêng biệt như thế này lại là thích nữa. Nhưng bên cạnh đó, bên em vẫn có bảo hành nha. Nhà đất Tâm Nguyệt có đội thợ xây dựng, đội thợ giỏi luôn, bảo hành cho mình 1 năm. Nếu cô chú mua căn này, hãy liên hệ ngay và liền tại nhà đất Tâm Việt, được em gái miền Tây tư vấn chân thật rõ ràng, gửi sổ cho mình xem trước, thường mua vừa bán dẫn quý khách xem đúng nhà, đúng vị trí. Một lần nữa em xin cảm ơn đến tất cả quý cô chú anh chị đã ủng hộ và đồng hành, ủng hộ like, xem like nè, chưa mua thì cứ theo dõi khi nào có tiền mình mua cũng được. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, và em vẫn đang đi tìm chủ nhân có duyên cho căn nhà này. Nếu chốt nhanh hãy gọi điện cho em. Có 102, không có căn thứ hai siêu to mà rẻ đâu cả nhà ơi, mua đi, gọi liền đi để hết nhưng cả nhà mình nha.